Chiến Lộc Mango follow nút tim. Ok và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình và em là Khang G đây. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục trở lại với Lộc Mango các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ trở lại với Bad World các bạn. Ui xung quanh mình này các bạn thấy gì không? Ui Bad World được cập nhật các bạn. Ui nghe nói là lần này là có rất là nhiều sự kiện cập nhật khác các bạn này. Có những cái gọi là nhiệm vụ mới này mà ấy. Thì để xem mình vô coi là nó có cập nhật gì mới này mà. Đây thứ nhất là sao ta? Mình sẽ vô cái vòng quay này. Ui ôi gì đây? Chùm câu cá. Ủa ra mắt 4 ngày trước hả? Ảo ma vậy ba. Trời đất ơi gì đây? Xếp hình đỉnh cao. Ồ gì đây? Hoàn thành một trận xếp hạng trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận một mảnh ghép. Ồ có nghĩa là mình phải tham gia chính cái Bad World đấu ranh các bạn thì mình mới gọi là ghép đầy đầy cái này các bạn. Ui được cái cung à. Hình như là cái cung anh em mà thấy đây là cái cung hay sao anh em ơi. Đây chùm câu cá là cái này có câu được không ta? Hình như là câu được mấy cái này đúng không hay là phải đổi nha? Mình nghĩ là phải đổi các bạn ơi. Ok ok, giờ mình phải đi câu cá. Ây da, chỗ này căng thẳng cho ta. Ui cũng có nhiều bạn câu để mình chọn cái ghế nào mà nó may mắn xíu ba. Đây rồi, gọi là chùm câu cá nè, Khang G gọi là chuẩn bị là hành chùm câu cá các bạn. Nhớ đừng có đùa. Nè, các bạn coi mình câu nha. Câu nè. Rồi lần này mình câu là được cái mập luôn các bạn. Trời ơi, cái voi luôn đừng đùa. Ok. Giờ phải ngồi đợi các bạn. Hình như cái này câu như này. Ui là thua rồi hả? Ui vậy là thua rồi hả? Trời đất ơi cay đó nha. Cái này nó nhanh quá bạn ơi, cái này nó nhanh quá mình chưa kịp làm gì luôn bạn ơi. Ê, đó các bạn thấy gì không? Chưa kịp làm cái gì luôn anh em ạ. Oh my god. Ok để mình qua đây. Xoay qua đây. Oh my god. Hy vọng là đã vừa qua là mình dứt lên liền mà. Ui dồi ôi. Ô được một con cá các bạn. Ô gì đây? Cá đồng, cá đèn lồng mà. Vip. Ok. Chết sợ ăn nhầm câu lên luôn. Ok. Đây. Hy vọng là sẽ được cá ngon nè. Ok, giờ nó mà vừa được cái mình lên liền. Đấy các bạn thấy không? Trời ơi. Cá VIP, cá hề à. Đó là cá hề sao anh em ạ? Đâu xem nè. Cá hề, trời ơi mấy con cá này là bình thường mà mình thấy nó chưa gọi là cá VIP đâu anh em ạ. Ok. Cái em này bị làm sao nhỉ? Mình ấn vô rồi nó tự rút dây lên màn cây ấy nhờ. Đâu rồi. Xem nào cá gì đây? Hãy gọi là cá gì đó xịn xịn coi cá 5 sao, cá 10 sao gì đó cho nó đẹp coi. Vừa lên cái là mình biết. Ôi trời ơi. Đấy nó gọi nhức nách liền. Cá gì đây? Ủa cá múa trời ơi. Nãy giờ câu được 3 con mà cá tàu lao không à. Trời đất ơi là trời luôn á. Ok. Còn cá gì đây? Cá gì đây? Cá này là bạn của cá hề. Con cá này là cá gì quên rồi. Cá này tên là cá đuôi gai xanh mà ơi. Ok cá đuôi gai xanh lên này mà. Trời đất ơi. Ok. Mình sẽ đứng đây mình câu nè. Cho nó may mắn coi. Ok. Vừa gọi là nó hiện cái thanh kia lên là mình phải ấn con chuột liền. Đấy bạn thấy không? Ấn nó liền thì nó mới ăn được bạn. Cái gì đây? Cá này cá gì vậy trời? Cá mú à, lại là con nãy. Ui rồi nãy giờ mình đâu được 4-5 con rồi đó chứ. Trời ơi, bạn thấy VIP không? Không biết là các bạn nào mà có câu được cá VIP này. Mình nghĩ là trong đây nó sẽ có cá VIP các bạn ạ. Trời ơi. Kiểu cá heo, cá voi gì đó, cá mập rồi đó. Ừ ok. Mình mới câu được mấy con cá hường thôi. Lại con cá hề cay thế nhờ. Không hiểu kiểu gì. Ok. Lần này mình nghĩ là câu đó khoảng nửa tiếng là nó sẽ ra cá VIP anh em mà. Mình nghĩ là như vậy anh em ơi. Cái gì đây? Ui ok. Cá VIP. Ui ôi ui. Cái này làm gì không biết nữa. Hãy cho gọi là em một con cá rồi đó. VIP của ai thề luôn đó. Mấy anh là admin làm vậy là chết dở rồi thề luôn. Cái gì đây? Có con cá VIP. Ô cái gì vậy? Ủa mình chưa kịp coi nữa. Ôi ôi sao nãy nhiều mấy con cá này thế. Trời ơi. Có con cá nào nó đẹp đó hơn không? Ok. Kìa ấn rồi mà. Ok. Hy vọng là cá gì đó VIP một xíu. Đừng làm thế em buồn nữa. Cái gì đây? Cái gì đây? Nhìn VIP này. Trời ơi con cá tàu lao luôn rồi. Ba con cá thần tiên. Trời ơi thần tiên tỷ tỷ luôn hả? Trời ơi đi câu cá mà cũng câu được thần tiên tỷ tỷ nên mà ảo thật chứ. Ok, ngày hôm nay để mình xem mình câu được nhiêu đây cá thì mình sẽ đổi được bao nhiêu vật phẩm mà mình không biết nữa. Cái gì đây? Nhìn đẹp nè. Nhìn con này đẹp nè. Nhìn con này có vẻ là đẹp. Ồ, cá sư tử đây mà. Ok, để mình qua mình quy đổi coi. Ủa, cái này thì đổi chỗ nào nhỉ? Chết dở rồi, mình câu cá mình không biết đổi cái quy đổi nó nằm ở đâu. À đây, cầm câu cá bạn đây rồi. Hello, câu hệ supla. Ủa, vậy thôi hả? Câu cá giúp bạn đỡ lo lắng hơn, chống trầm cảm và mang lại cảm giác bình yên. Nó giúp bạn thư giãn nỗi óc rất là hiệu quả. Thử câu cá chút nhé. Ok baby.
Campfire. Ủa rồi đổi đâu ta? Hết dở rồi. À đây, thương nhân câu cá bạn. À mình nghĩ là thương nhân câu cá là đổi. Ồ được 160 vé nha các bạn. Ok. Để xem 160 vé thì chưa đổi được cái gì các bạn, rồi đổi được cái nịt nha anh em. Ừ ok. Ui kiếm ba này. Ồ trong đây tại sao nó không có hút máu ba nhỉ? Buồn ghê luôn á, thề luôn. Nãy giờ mình đã câu được gọi là 5-6 rồi ta, 5-6-7-8 con gì đó bạn, thì đổi được 160 vé nha em coi. Tính ra cái này các bạn có thể ngồi cày này đấy, để có thể đổi được những cái ngọc VIP như này các bạn. Đấy, ngọc này tới 1000 nữa các bạn. Ôi ôi, hoặc là đổi mấy cái rương nữa đấy. Trời ơi, ai biết được đúng không? Đấy. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là đi tham gia cái sự kiện tiếp theo là gì? Đó chính là tham gia gọi là đấu ranh Bad World để nhận những cái mảnh này các bạn. Ok. Bắt đầu luôn anh em ơi. Vô đấu luôn. Nhanh gọn lẹ nên mà mình là mình thích nhanh gọn lẹ anh em nhé, thề luôn. Ok các bạn, đây rồi, vô trận rồi, vô trận rồi. Trước tiên vô trận mình phải bấm vô cái này các bạn. Gì đây? Hello anh em, chiến Bad World với Khang thôi nào. Trời ơi, hơi bị đỉnh các bạn, đấy có âm thanh mình trong game luôn. Bad World với Khang thôi nào. Ai, ok ok, lẹ 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 này. Vô này đi nè, let's go này anh em ơi, mua giáp đàng hoàng nè. Đấy, mua vũ khí nè. Đấy, mua vô xíu. Để gọi là mình có thể win cái trận này lẹ nè, để mình ra đây mình coi. Mình sẽ nhận được một mảnh gì đây mà. Ok, ủa mấy bạn này bắt lóc nhanh đấy. Ôi giời. Ôi không biết là lóc mình còn có fit cái lỗi chạy nhanh chưa ta. Ô ô ô, vẫn chưa fit hả? Vẫn chưa fit gì thì chết dở rồi. Này ok, xém tới bọc giường cho Rin rồi anh em ạ. Oh hello friend. Hello guy. Đi đâu. Không được đi. Ê, ok bạn kia nhảy luôn rồi. Trời đất ơi. Chết dở luôn, oh my god. Ok, hồi nãy giờ là chưa hết là có rất là nhiều bạn gọi là phát hiện mình trong cái phòng Bad World các bạn. Thề luôn mấy bạn đó bảo là gì trốn đi chứ mà cái gì đâu trốn. Trời ơi, tôi bị gà mà, thề luôn, mình rất là gà luôn. Trời ơi, đập vô rồi, oh my god, mất chưa. Oh my god, oh yeah. Gì đây? À, bạn này sợ bị đánh té bạn. Bạn này sợ bị sợ đánh té nên mày nó dùng cái con đó bạn ạ. Ok. Ui ôi ôi. Ngày hôm nay mình gặp rất là nhiều bạn bro nha bạn ơi. Ok nên là không đùa được đâu. Không đùa được đâu. Oh my god. Ôi giời, cày thế nhờ. Không sao bạn, mình có thể hồi sinh được anh em nên là cứ yên tâm. Ui, dài này. Ui ôi. Bay nhanh thế nhờ. Ai sai. Bay nhanh đấy. Ok, sao bắt lóc được? Đây rồi. Ui mấy con dài ngày hôm nay bi rất là ghê nha anh em. Ok. Yeah. Ok. Come on. I'm coming. Hồi nãy là do nhiều bạn đánh mình thôi nên là mình mới ngẫm á chứ, thề luôn á chứ. Ok. Ủa trong đây nhiều bạn thế nha. Ôi nhiều bạn đánh mình quá. Oh my god. Bao nhiêu người đánh tôi luôn anh em ạ. Oh my god. Ok. Bạn này sẽ đây. Ok. Bạn này đi luôn. Trái kia. Chạy này, chạy chúng tôi. Boy. Ok. Đây. Ok, bạn này đi ra quay. Rồi, còn một con dời vàng nữa bạn ạ. Một con ui, blue nãy giờ chưa nát giường à. Trời đất ơi. Nãy giờ không đi blue bạn. Ok. Đi đập giường luôn, nó là win luôn nè. Go. Ok, bay qua. Bắn fireball là nổ nè. Boom. Ok, echo. Baby. Vô trong đi bạn ơi. Vô trong đi bạn ơi. Đâu rồi, còn 3 con dời nữa các bạn ơi. Oh my god, 3 con dời chắc là mình nghĩ bên này này. Tại mình thấy bên đây khá là nhiều block blue này. Ôi rồi, tụ tập bên đây chi trời. Trời ơi, bên Rin có làm gì đâu mà tụ tập bên này dữ vậy ba. Trời đất ơi, không hiểu. Đứng lại. À, không phải là 3 con mà chỉ có 2 con đó bạn ơi. Ui, đứng lại. Ê, chết rõ rồi sao dùng. Ủa, mà nó không tưng lên ta. Bye bye luôn. Yeah boy. Ê, trời ơi, chưa chết trơn té luôn rồi. Cay đó nhờ, đang đi lên trên đây các bạn ơi. Đó đây. Ok. Ê. Rồi, tôi làm gì ở đây vậy? Ok à? Thề luôn, thế cũng thế được. Lên. Ok. Hello. Oh my god, mình nghe mùi ta. Nghe mùi bạn này tìm cách chui vô đây này. Ngồi đánh kêu gì ta? Đánh kêu gì? Nani.
chui vô này hả? Chui cái này thì mình nghĩ là phải tìm được cái lỗ bạn ơi. Mình phải tìm được cái đường đi lên đây. Ủa mà đường lên đây là đường chỗ nào? Nà ní. Nà ní. Oh my god. Rồi xong rồi. Gặp thêm một con dời thích gọi là đi trốn mà. Trời ơi, anh đi trốn mà em đi tìm nó thề luôn không hiểu cái gì. Ok. À hết không lẽ mình dùng TNT? Mình dùng TNT nó kỳ quá, đúng không? Rồi, để mình đào ở đây bạn. Mình nghĩ là mình phải cần một cái cúp đó. Mà mình cần một cúp để đào hoặc là lẹ anh em ạ. Ui ôi. Chưa gì gặp thánh nhây nữa các bạn ạ. Chưa gì tôi gặp thánh nhây rồi đó. Ơ kìa, bạn này đánh gì ba? Đánh có được đâu mà đánh hoài vậy? Trời đất ơi. Đánh có được đâu mà đánh gì vậy? Nè, để tôi dùng cái phang này là đi luôn nè. Ê, dễ rồi. nhầm. Ok. Ê. Trời đất ơi. Ok. Ôi, team mình cũng dùng TNT luôn rồi, ngủm chưa? Ôi, còn 5 máu. 4 máu. Rồi, ngất luôn. Ok. Ô. Gì đây? Anh bật góc nhìn thứ hai xong đặt con rối rồi biến vào. Là sao? Không hiểu. Anh bật góc nhìn thứ hai đặt con rối rồi biến vào á. Là sao ta? Đặt con rối và biến vào á. How? Đặt con rối. Ủa? Con rối vô đây hả? Con rối vô đây kiểu gì tại? Ờ rồi, biến vào. Biến vào. Tàu lao mà chỉ hướng dẫn tàu lao các bạn ơi. Thôi mấy thanh niên kia chỉ mình tàu lao không à. Không được. Thôi đi kiếm thanh niên vàng các bạn ơi. Thanh niên vàng chắc là bên này. Trời, nãy giờ tốn thời gian ngồi tàu lao không rồi đó. Đó, thề luôn không hiểu kiểu gì. Đây, qua đây. Come on. Ủa con rơi vàng đâu rồi tại? Đó là lạc mất dấu con vàng rồi. Ok, bên này. Nó chết rồi anh ơi. Ok. Đây rồi. Here you are. Ok, upcoming baby. Gì đây? Tính làm gì vậy? Friend? Friend này chạy hơi nhanh nha. Friend này chạy dữ dằn thật chứ. Ok. Để giờ mình lại mua fireball. Mình bắn cho rơi. Mẹ. Đứng lại đây đi. Chạy nhanh đấy. Ok, thề luôn thế mà mình cũng té được bạn. Cây chứ. Ảo thật đấy. Giờ này chạy nhông hơi nhiều nha. Hơi nhiều luôn nha. Trời đất ơi. Chết dở rồi, bắn tim tôi luôn rồi. Trời, luôn tim mình nó cũng dí theo cái thằng đó các bạn. Trời đất ơi, gọi tưng lên nữa nè. À, trời ơi, quá là xuất sắc luôn. Quá là đẳng cấp. Hô. Tim mình chạy nhanh dữ trời. À quên. Tại sao mình có cách chạy nhanh mà mình không dùng nhờ? Ừ đúng rồi. Mình có cách chạy nhanh mà mình không dùng bạn ơi. Oh my god. Không hiểu cái gì. Nó dùng cái biến về đúng không? Hình như nó dùng cái biến về rồi anh em ạ. Ok. Đây. Ôi ôi, tưng lên nữa. Lại tưng lên nữa rồi. Hay đâu vậy? À con dời đằng này. Cày đó nha. Con dời này. Đi gọi là sao? Lừa bạn, đi lừa. À con dời này. Tính gì đây nhặt vậy? Không có đâu bé ơi. Giờ mình đập cái con này là xong rồi. Tập con này nữa là con dời này đi luôn. Rồi ok. Giờ con dời đó không có dịch chuyển được đâu anh em ạ. Giờ mà té là đi luôn anh em ơi. Kìa dưới kia kìa. Ây da. Dưới này thì mình dùng rồng anh em ạ. Wow. Ủa nó bay lên kìa. Tim đâu? Nó bay lên kìa tim ơi. Nó bay lên kìa. Oh my god. Rồi, rồi, ngất luôn. Ô, được một mảnh các bạn. Ồ, được. Ok, giờ mình sẽ ra sảnh để mình coi mình sẽ ghép được cái mảnh nào nha anh em. Ok, đây rồi, để xem được cái mảnh nào đây. Ồ, kích hoạt mảnh số D hay là không, mình hết chữ E được không? Thề luôn không được à. Không được thôi. Ok, mình lắp được cái mảnh này các bạn. Ui, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trận nữa này mà. Ui, rồi. Còn phải gọi là 8 trận nữa thì mình mới gọi là lắp full được cái gọi là cái chỗ lắp ráp kia các bạn. Đấy, thì ok. Nói chung là ngày hôm nay là cái video này thì để gọi là mình đi review để xem coi có những cái sự kiện gì mới trong Bad World, cũng như là đã gọi là Bad World đã được update một cái gọi là khu vực gọi là lobby khá là đẹp bạn. Trời ơi, nhìn rất chi là sáng tạo luôn và có chữ Gargana luôn rồi. Ủa đâu rồi? Đây. Gargana anh em, trời ơi nhức cái nát luôn, cái hình trái đất nè. Trời ơi, không biết là mình đang ở chỗ nào trong cái khu vực này ha anh em. Anh em đoán thử coi. Đấy thì ok, thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên cho một like, đăng ký và đừng quên lẫn cái chuông. Các phần đăng ký và chọn tất cả để không làm về mới từ kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả miền nước tiêu họ tiêm nha. Ok, công nhân ti, hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Chiến lộc Mango, follow nút tim.